hang tại Hà Tiên mọi người ơi, mình lái trên đường đi á, dập bãi biển rất là đẹp luôn. Từ lần đầu tiên em với đi tới Hà Tiên nên là vừa cái phong cảnh Hà Tiên rất là hữu tình, và đặc biệt là thấy cái hòn đá này, hòn đá Vịnh Hùng, hòn Giọng Phu nha mọi người. Ý nghĩa của hòn Giọng Phu là sao anh? Là BD bóng kính, bóng lộ rồi. Là BD chờ vòng. Là bóng kính lộ, đợi bóng kính. À bóng lộ, đợi bóng kính, đợi lồi lồn cũng không gặp nữa. Ôi đó, trả lời đi xa đi. Vâng, và lần đầu tiên cho Hùng Lý và tất cả anh chị em cho đoàn xe đi cho đất Hà Tiên gửi lời chào đến cả nhà yêu thương trên kênh Sống Mới và kênh Đêm Trăng Sáng 15. Và hiện tại chúng em đang trên đường đi vào chùa Hang nha cả nhà nha. Và thứ nhất là tụi em gọi là đến đây để cúng bái, thứ hai là cho các em biết được là cái xung quanh gọi là bao quanh chùa Hang á là có gọi là dọc biển rồi đó mọi người, rất là đẹp. Thì mọi người chờ xem là khi tụi em cúng không thì tụi em sẽ đi dọc bờ biển cho mọi người xem nha cả nhà nha. Tiêu đoàn hello nè, cùng Lý nha bé. Không ai biết em tự giới thiệu cho mọi người. Chứ bây giờ mọi người tự biết em nha mọi người. Chứ bây giờ em hỏi mọi người cái gì cũng vậy á, khi người ta biết người ta hỏi mình, còn người ta không biết thì tự mình về mình nói mình là Hùng Lý. Đúng không mọi người? Cái gì cũng vậy, cứ để người ta hỏi không cũng kỳ đúng không? Mình phải tự nâu hết được đó. Đó. Đúng rồi. Cứ đi đâu cũng đi tới đi luôn các bạn, để người ta kêu Hùng Lý, không có biết là em là Hùng Lý nha chị, đúng không? Rồi người ta không biết mình phải tự nâu hết chứ. Rồi tự nói là tự người ta mới biết đúng không? Đó. Vui vẻ rồi đó. Ừ, đó chuẩn bị tụi em vô tới nha mọi người, vô tới chùa Hang rồi á là tụi em xuống cúng bái đồ này nọ. Nói chung là em đi cho đất Hà Tiên á, em mỗi lần qua Hà Tiên á thì em thích đến chùa Hang nè, và đến em có lên núi Thạch Động rồi đó. Thạch Động đâu, cái lên núi khi núi điều ta quên rồi, núi gì ta, núi giận có đi đó không? Không, leo lên không có nổi đâu. Trời, hồi ngày xưa anh còn nhỏ, anh còn ốm được đó. Rồi anh leo được, còn bây giờ anh em nghĩ mà... bây giờ anh cũng leo được bình thường mà. Leo được bây giờ phải leo mà bò đó, bò đồ này nọ cũng đến tới nơi leo. Nhưng mà mọi người xuống tới nơi rồi là anh 8 tiếng sau chưa có mặt được đó. Leo được mà leo được 3 bậc thôi nha mọi người. Leo được 3 bậc thôi đó. Em là Hùng Lý nha chị nha. Hùng Lý bé heo. Dạ. Không ai biết em giới thiệu, tự giới thiệu bé heo Minh Hùng chứ không Minh Hằng nha mọi người. Dạ, em là Hùng Lý bé heo. Bé heo Minh Hùng. Sao không ai, em hình như là em nó không ai động đậy gì cho mọi người. Ai cũng dạ. Ai cũng đi. Tuổi ai cũng chơi cảm xúc hết trơn á. Giờ nhìn ông ảnh nó gì kiều quá ha. Ha đi ha, ha đi xa. Nãy giờ gì kiều, đi xa nhìn đi ra gì kiều. Chắc ngon lắm ha. Ngon tươi. Tươi tỉ. Đó, dễ thương quá. Đi đâu mà nhìn thấy hoa Phật Di Lặc là thấy thương nhất là luôn. Lúc nào là cũng thấy có nụ cười hết trơn mọi người. Tại vì Phật Di Lặc là xanh, gọi là đẳng xanh, gọi là xanh ngày mùng 1 tháng mùng 1 Tết mà. Mùng 1 tháng 1 rằm tháng Giêng là chính xa là ngày của Phật Di Lặc luôn nha. Mùng 1 tháng 1 luôn. Là rằm của Phật Di Lặc. Mùng 1 tháng 1 luôn là ngày Phật Di Lặc cho tiền vô đi cả nhà. Tại vì Phật Di Lặc tượng trưng cho sự vui tươi nè, sự may mắn nè, nên là Phật Di Lặc lúc nào cũng đầu năm thì là gầm á, giờ gầm tháng Giêng là gầm của Đức Phật Di Lặc. Cái chim cầu giùm anh chải tóc một cái vui vẻ rồi, tại vì mọi người kêu đeo chùa đừng đôi nó canh nhớ rồi đó. Anh chải tóc hả? Chải tóc rồi có mấy cộng rồi. Mọi người biết là cái lượt này là mọi người nhìn biết rồi, là cái lượt ở khách sạn rồi đó mọi người. Cái khách sạn rồi đó, đó anh chải tóc nha mọi người nha, tóc có mấy cộng rồi, tức chết đi thiệt luôn á. Trời ơi, tức dễ sợ. Cái lượt này là cái lượt ở khách sạn rồi đó mọi người, em đi với ảnh rồi đó. Tụi vô chỗ em chơm cái lượt trong khách sạn rồi đó. Và hôm qua em đi chùa mọi người, em có thỉnh được em với anh Hùng có thỉnh được Phật Di Lặc, kim thân của ngài rất là đẹp luôn anh Hùng. Không? Anh Hùng chọn cho em cái tượng Phật rất là hảo luôn. Hai câu mộc kìa. Xuất sắc lắm, là tính là ngày mai là gầm tháng Giêng là lên. Em sẽ bưng cái tượng Phật Di Lặc đó lên và thờ an vị cho ngài. Ăn gì vậy? Bánh khanh lọt kho. À bánh khanh lọt kho. Nghe nè. Ngon không? Nhiều kêu. Không nhiều kêu hả? Không ăn không? Rồi, xong nữa mình. Để câu đây, mua ly khác. Đây là cố tình vậy đó. Tôi về nó không? Thấy không? Nhiều kêu. Đó là nè, bánh khanh lọt kho. Cầu khâu giật khớp đứng với mọi người đi. Thôi không đốt vậy. Bé hai có đem theo nhang. Để cho đoàn xe mình cúng giống như là chúng treo đắp gì đó. Mọi người đây ai cứ đắp nhang cứ đưa người ta đắp đi. Nè em đốt em lại đi hai. Hai cái mình với em sơ chân em được cái hàng. Mình xách cái dép hình như mình đi ra bên kia luôn á, đi chim nha. Có vậy hả? Đốt rồi. Cho em thấy cái hàng đi. Không, mình xách dép được hồi đi qua bên kia luôn. Mọi người ơi, cho em thấy cái hàng. Trời ơi kìa. Ủa. Nó nghe nè, đi vô chùa hang mà xách dép theo luôn nha. Xách dép theo là mình đi bên kia luôn á.
lậu bên kia luôn. Thích giới thiệu kìa mọi người. Ở trong dễ thương nha. Ồ. Thích giới thiệu qua bên kia luôn á. Ở trong dễ thương nha. Vậy vậy. Đi rồi. Ở xa xa. Thích giới thiệu luôn á. Đi rồi. Đi qua đường bên kia. Chưa lại một. À chị ra đốt luôn em. Chị ra đốt luôn. Con không đốt thôi lại. Đây hai em. Hiện nay thì thầy Thái đang ở chùa Hang nha mọi người. Rất là rộng luôn nha. Ở đây có tượng Phật rất là to nha mọi người ơi. Khí mà gọi là nóng được, tại vì ở trong đây là nó bao quanh giống như là cái sự nó dưới non rồi đó, nên là trong đây cái nhiệt độ nó rất là mát luôn nha cả nhà, luôn mát lạnh luôn, gió luôn rất là mát lạnh. Để nói chuyện em nó hơi nhỏ nha cả nhà, vì là có nhiều người cúng kiến thì cũng muốn nói cho mọi người biết là khi mọi người đi chùa Hang thì mọi người đã biết là khi chúng ta từ cái chùa chúng ta đi vô là ai cũng phải xách dép, mình xách dép để mình, tại vì mình đi mình không hoành ra, mình đi theo cái đường á, mình ra đây là cả đường biển luôn. Ra đây là đường heo luôn á. Nói chung là ở trong đây thì thờ cũng như bộ thập bổn sư rồi mẹ Quan Thế Âm lần này nọ thôi, cũng không có thờ nhiều, nhưng mà cái chùa Hang này rất là nổi tiếng. Lisa nổi tiếng tại vì nói chung là không có thờ mà giống như là gọi là nhiều Phật hay hoành tráng gì đó, nhưng mà có một cái là gọi là chùa Hang này là ai đi qua Hà Tiên mà tín ngưỡng thì ai đặc biệt cũng muốn đến chùa Hang, đặc biệt là những người mà theo đạo Phật mà đó. Thì nếu mà có mọi người có cái Hà Tiên thì mọi người phải một thân ai cũng ghé chùa Hang, ai cũng ghé để chiêm ngưỡng về cái quan cảnh ở đây này, là ngôi chùa thì tâm linh nữa, rất tại vì lâu đời. Dạ, chính xác. Đời. Mà ở đây giữ là giống như giữ cái kiến trúc xưa luôn. Dạ. Chứ theo Hùng Lý nghĩ là nếu mà thực sự là nếu người ta muốn trùng tu hay ta muốn làm cho cái sự mà gọi là cải tiến theo cái thời đại thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người cúng dường. Dạ. Nhưng mà có lẽ là chùa Hang người ta muốn giữ lại cái kiến trúc xưa luôn. Giống như tượng Phật cũng vậy. Mà em thấy cái tượng Phật là biết là tượng Phật hồi đó là rất lâu. Đó. Bây giờ người ta giữ cái nét gì luôn, người ta không có muốn trùng tu lại hay đổi mới gì hết. Giữ cái nét thôi, cái nét là cái cổ, nét cổ. Lisa đi ở đây nhiều lần chưa? Lisa đi lần đầu tiên. Lần đầu tiên có Lisa đi hay lần đầu tiên? Lần đầu tiên nhỏ lắm. Mà Lisa vô đây là thấy cái cảnh. Thấy Việt Nam nhiều cái cảnh đẹp. Dạ. Mà không gian em thấy mát. Mát dạ. Ai chưa đi nên đi tới đây. Vào đây làm cho mình cảm thấy là bao nhiêu bộn bề lo toan mà những cái áp lực cho cuộc sống khi mà ngồi xuống đây là nó cũng cho mình giảm bớt đi rất là nhiều luôn, quên đi nhiều rất là nhiều luôn cả nhà. Bởi vì làm ra là nhiều khi chúng ta mà có những cái áp lực á, nó càng ngày nó càng dồn nén trong cái con người chúng ta đâu biết được đâu, nhưng mà khi chúng ta đến những nơi này á, nó sẽ xả ra một ít nào đó. Bây giờ chúng ta về chúng ta sẽ cân bằng lại cái cuộc sống, chúng ta sẽ có nhiều năng lượng để làm tiếp tục
chiến đấu với trong một cái cuộc sống lo toan nữa đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp động đường đi ra ngoài đó nha cả nhà. Là mình muốn mấy anh chị chuẩn bị tiền lẻ là tốt cô hay có đồng nghiệp chúng mình. Có dựng cái công chùa mình đi qua đó mọi người, thì có các cô chú ở đây thì cảm thấy mà ai đi chùa thì giống như mình mở một chút tấm lòng gì đó đến những cô chú có hoàn cảnh khó khăn không có nhiều. 10.020 thì cứ ai đi chùa cứ mở người chút thì một ngày cũng dành cho cô chú được 2-3 bữa cơm đúng không cả nhà. Thì vậy là cái này là chỉ một chút lòng thành cả nhà thôi. Thì lấy em 5 tờ đi. Con nào? 6 tờ đi, bây giờ là em 2 tờ và 2 kênh, một người 2 tờ. Con nào? Chị phải 84 thì lấy 6 tờ đi em. Đó, em trúng ở 2 kênh này cho trúng đều luôn. Rồi đây là anh Thảo 2 tờ, em 2 tờ nha. Chị đều đúng 2 tờ. Em sống mới 2 tờ. Đó. Rồi, cảm ơn chế. Rồi, đó. Thì đâu biết được đâu, khi mà đi đây tự nhiên chiều về tự nhiên ba người chúng thì cái kênh của em á mọi người bắt đầu làm những cái từ thiện và nổi trội luôn á nha cả nhà nha, chấn động đó. Nếu mà ba em mà sống mới mà đi chăm sáng 15 mà gọi là 6 tờ này mà bao ba là cái gì ba nghe nói mà vui thì ổng mừng đó hả? Ổng mừng thì vui thì mình nói chung là nụ cười của người ta thì những người ta thì sẽ làm cho mình. Thôi em không nghĩ số là em gửi gì thì anh nghe. Nói chung là không có nhiều mọi người, nhưng mà khi mà có ai đến mà đi nghe qua đó mà cảm thấy mà mình phát tâm cái tự nhiên những người đó cảm thấy vui vì có những gọi là có những người đi chùa và có những người đi chùa cũng đi ngang qua thấy những hoàn cảnh như thế này thì nói chung là tình người đến với tình người thôi chứ không có nó không có là bao nhiêu hết, nhưng mà khi mình chia sẻ vậy rồi cảm thấy cái nụ cười người ta vui thì mình cũng cảm thấy vui nữa cả nhà nha. Cả nhà nha, giờ mình đi tiếp. Nó là nhà đi mát cực kỳ mát đây kìa, mát không thể nào diễn tả được, mát gió mà lồng lộng luôn á, thấy là mát luôn. Làm ăn tài lộc. Cái chị không muốn vậy á hả? Cùng điên điên rồi đó. Tao hết còn cái đỉnh cao. Em là mọi người đứng ngồi nó dở không phải đâu, tất mọi người được, em nó tội nghiệp nha. Nó thấy em đi ra nó cũng muốn vui mà em phản xạ tự nhiên là em muốn chửi rồi đó. Tại vì em hết hết chỗ ngồi rồi. Mày ngồi ở tiệm vàng mày không ngồi đi, mày ngồi mày cầm cái thùng mày ngồi ở đây. Mày chọc tao liệu luôn. Nè, nè, nè. Tao nghĩ là em bị liễu cái em quăng miếng cọc này vô luôn. Trời ơi, gâu. Em ơi, mày tiếp đây đi gửi tài số em trai. Lên miếng bà, lên miếng bà. Em. Để tao làm cho. Tài số em trai quá chị nha. Tao nghe mà nói chuyện hay quá. Dạ, dạ, dạ. Đúng không? 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 Ở đây bên đây là cũng có một cái cung trong chùa thêm mà đi lên một cái bậc thêm mà có cái cung riêng của bà Châu Đốc ở đây nha cả nhà. Thì Hồng Lý nghĩ là bà Châu Đốc là ở vòng vòng miền Tây là có tín ngưỡng nên làm ra là cũng có nhiều đền thờ bà Châu Đốc lắm nha cả nhà. Riêng ở Sài Gòn mình thôi thấy là đã ở quận 9 và ở Nhà Bè đã có hai cung của bà Châu Đốc rồi, Châu Đốc 2 và Châu Đốc 3 đúng không cả nhà. Vì vậy là bà Châu, bà Chúa là độ chúng ta những cái công việc làm ăn. Vì vậy là những người mà gọi là làm việc về buôn bán, kinh doanh thì được tín ngưỡng về bà Châu Đốc. Bây giờ là chúng em sẽ làm lại nha. Tâm bự tên nhỏ nhỏ hay chị tâm bự chi? Anh bích trứng nhiêu vậy? Bự cặp trứng nhiêu? Trăm nào? Hả? 200 mà luộc luôn là bao nhiêu? 220. 220. Nó là luộc cho muối chân có cá kẹo. Thôi, bây giờ nói chung hai bớt đi, bớt đi.
trứng á, phải không mà chắc không? Bảo đảm nếu không chắc khỏi lấy tiền. Thôi bớt đi, 160, 170, 180, không hoài thì không à, mua, trời không hoài thì là không mua đồ đó. Bây giờ nó nghe nè, luộc luôn, bao luộc luôn cho 200. Bao luộc luôn 200 đúng không? Rồi ok. Ủa, nó có đi hết chị vậy? Rồi em sợ chị nói vậy lắm bây giờ. Thôi em đi trong rồi mấy ký vậy? Đó, chứ giữa tụi em chọn đi đông mà chị, à. Em đâu có tiền đó, nói chung là tụi em đi ăn cho có, ăn với lại người ta biết lấy có mua không, chú Lan mua 1 ký đi. Ờ, đúng rồi. Thôi bây giờ mới ăn luộc ở đây luôn phải không? Luộc ở chân mình không? Thì là 2 ký, Hùng Lý 1 ký, Vũ Lan 1 ký. Dạ, luộc cho muối tiêu này là tính 400 đúng không? Rồi ok, bây giờ xin cái khác nữa nè. Rồi mình ăn ở đâu Hùng Lý? Đây nè. Rồi bạn nè. Bạn có chị phải không? Rồi gửi đây là Vũ Lan ơi. Rồi nhìn chị. Cái đó lấy hết 1 ký 300. Rồi, cá nướng cho em, có ăn cá nướng không vậy? Hả? Hả? Chúng mới đầu kìa má ơi, trời ơi. Thôi, lấy cái thìa cái mới nè. Còn sao lo sao này vui vẻ, sao gì vậy? 600 ngàn ở bé hai, vui vẻ. Không, cái này cũng cái này đâu. Không, em ăn đâu anh. Đi chị em ơi. Nó mà hải sản kiểu đấy là hãy hỏi ăn cá được, nó mà nó chọn những ăn cá thì cá biển nó nghe nè Phan đã Phan nó còn bên đó được rồi, bây giờ cái nào nữa không mật này ăn sao bây giờ lấy 1 ký thôi à, mà cái này ăn về sao sợ tới hả? Nướng. Làm gì em nướng rồi. Cái này là trả công riêng rồi đó nghe người đẹp. Cái đã này sao? Là hết bao công rồi đó. Bao công rồi. Cái này là nướng thêm gì nữa. Thì về thôi chết. Em xin lỗi cái đẹp. Dừ nướng đồ đe nha. Cái mùi tựa gì đó. Vậy ta mới biết mà chị. Tôi không? Không, tôi là ăn tại chỗ nha. Không, tựa với chị này quen anh đi mỗi năm anh biết cái đây mà. 1 ký là 1 ký rồi, đừng có cưng lên rồi kia lấy ký thêm em mới chịu nha. Rồi bỏ ra. Làm sao là họ mất công kêu mất thời gian. Rồi xong rồi đó. Rồi nướng với lại 2 cái chân tức nè. Ốc này ốc gì vậy? Mắc ngọt, ký trăm ngàn hả? Có này ngon không vậy? 2 con này 1 ký, 2 ký nào được. Rồi lấy đây lên. Đã nói em nói 1 ký. Ông lẽ xẻ nó ra. Chị xẻ kệ chị, em không biết thôi không được. Rồi lấy đi. Chị xẻ kệ chị, thôi giờ lấy cho em. Lấy cho em ký rưỡi đi nữa đi, rồi luộc luôn rồi xong rồi được rồi. Hả? Tạ tê. Rồi muốn tạ tê. Cái đó là nhiêu vậy? Bambi ơi, ông giám đốc đâu, ông giám đốc là tài trợ thêm phần nào đi, giám đốc đi đâu. Rồi, em Bambi ngược ngược ngồi chút gì đi. Đó bây giờ là Lisa 1 ký đó, bây giờ anh mực nè, với lại ký tôm, với lại này nè, với lại cá rồi. Bambi rồi, kêu cá chưa? Kêu cá chưa? Ê Bambi nó ngồi đẳng kìa, nó ngồi đằng kia rồi. Cá nướng không, tìm cá nướng sao? Hả? Nhưng mà tao không hết đâu, mình mua vừa thôi. Con không? Còn 2 con, 2 con, 2 con, 1 con rồi. Thôi vậy được rồi. Rồi. Không, đi lại đi. Đi hoài với đầu quá. Thôi được rồi, không hết con mắng gì. Ngọc nha mọi người. Nhóm ba con mè, nhưng mà ốc này là ốc mắt ngọc nha mọi người. Đầu tiên mới thấy luôn nè mọi người. Khỏe lắm. Tự nhiên có y chang cái 100 ngàn một ký thôi, nếu mà mua về nhà ngon á mà. Y chang lên cái con người á mà màu xanh nữa. Đó đó. Mọi người gõ đi. Đó này á. Đó. Đập nó. Nhưng mà trước khi ăn phải lấy con mắt nó ra nha mọi người. Lấy con mắt nó ra nha mọi người nè. Mấy cái màng á, thường mấy con ốc mà mấy cái màng nó ra nó lạ đó. Đập bạn riêng con ốc này sao nó dày như cái cục mắt con ốc này nó lại rõ ra kỳ. Mày đã bưởi không ra, mày đã bưởi để bàn luôn không ra đó. Trời ơi, nó lòi đâu đây nè, trời ơi đẹp ơi đó, trời hay vậy, ngọt quá à, ngọt, ngọt ngay luôn á, xuất sắc luôn á. Cho mấy miếng muối chấm nữa chị ơi. Chị ơi mấy miếng muối nữa. Thôi rồi ăn đi. Cho mấy miếng muối chấm đi. Ăn đi mày ăn thôi. Muối tiêu với ớt luôn đi. Cảm nhận cái quán mình đang ăn hồi nãy giờ là tất cả đồ ăn như thế nào? Thôi em cảm nhận nha, trời ơi
thực sự là bữa nay á ghé cái quán cái chỗ này ha, tại cái hòn Vọng Phu đúng không, cái hòn Vọng Phu này á, chỗ mọi người ăn hải sản rất là no nê luôn. Hòn Phụ Tử, Hòn Phụ Tử hả? Hòn Phụ Tử à, Hòn Phụ Tử. Mẹ mọi người vậy? Ăn hải sản rất là nhiệt tình, rất là ngon luôn mọi người ơi, mà vừa rẻ nữa, nên là mọi người có ai mà có dịp xuống Hà Tiên giá rẻ lắm mọi người, giá xuất sắc, mọi người cứ ghé ngay chùa Hang, mọi người đi đâm thẳng lên sẽ thấy mấy quán hải sản. Con thử nha mọi người nha, rất là tươi lên, nó thật sự luôn. Trời ơi sao lượng lấy ngay cái con mà chưa cắt nữa à, nè mọi người coi nè, đó trứng rất là nhiều luôn, mọi người đón đi, nhiều ký nhiều ký. Nè, mọi người đón thử nè. Xem bao nhiêu một ký nha. Đó. Chỉ 200 ngàn mà luộc luôn cho mình nha mọi người, 200 ngàn, còn cá là giá 100 đến 150. Mực nè, mực giòn mà mực dày mà mực tươi luôn, 220 một ký. Và tiền công thì riêng nha mọi người, tiền công là 20 ngàn hoặc là 25 ngàn tiền theo nướng hay luộc. Nói chung là giá cả ở đây khi chúng ta cầm mà đi đòn xe đông đi nè, Hùng Lý nghĩ hồi nãy giờ cao lắm, cho Hùng Lý cho 2 triệu ví dụ vậy đi ha. Mình đi ăn là mình kêu đặng nhiều luôn, là ăn trong hải sản đi mà cả đòn khoảng mười mấy người luôn á. Trong đây em cứ nghĩ đi, tôm ví dụ 200 ngàn ký cho 3 ký đi, đòn xe ăn 3 ký thì 600. Rồi ví dụ như ốc 100 ngàn với 200 ngàn nghĩ cho 5-7 dĩa nữa là 1 triệu, rồi những món khác nó cao lắm là 2 triệu, ví dụ như là ăn rất là ngon, rất là bình đẳng, nhiều món nha. Mặc dù á em không ăn hải sản nha mọi người, nhưng em cảm nhận được là mọi người ăn rất là ngon, rất là nhiệt tình luôn. Tươi tươi lắm, thịt tươi lắm. Là em biết là thấy là hải sản ngon mà em ngon, cũng nhìn thấy là thấy ngon thì mọi người em chỉ ăn được món cá thôi, tại vì em ăn hải sản. Cảm nhận với cái đó liền sao, bây giờ ăn này sao nè. Chỗ ăn rất là ok. Quá xét. Nghe đã xuống gì đâu luôn. Hay quá. Chân ở đây là mãn nguyện nhất luôn. Quá ngon, quá xuất sắc. Thì bây giờ là chúng em sẽ kết thúc clip. Và hãy mốt sẽ mong cái một cái clip với cái đoàn xe chúng em, anh chị em sẽ quậy ở nhà Lisa một chuyến nha mọi người nha. Tập tành của người chị nè. Cái gì vậy? Tập tành của người chị. Hỏi gì vậy? Ồ, hai mới hai. Trời ơi, bé hai ngữ. Tại vì bé hai bé biết tao không hỏi không? Nè, tại bé hai là đàn thơ rồi. Là cái mà sẽ qua đây giống như khi luôn. Nói nghe nè. Yeah. Nói nghe nè, những người không hỏi là mình biết là mình đã là đàn thơ ở trên kênh rồi. Còn mình hỏi là những người ít lên YouTube người ta sẽ ngại. Đó nên là mình phải thử hỏi người ta. Là bây giờ hai cái thứ lý này bé hai. Thì hồi nãy giờ thì lần đầu tiên bé hai đến được cái xuống ra Đức Hà Tiên này, thì anh Hùng với bé hai vô đây ăn thì nó thật sự là giá cả rất là hợp lý, đồ ăn cũng rất là tươi, thì cũng như Hùng Lý nói là mọi người đến đây mọi người chỉ cần đến khoảng 10 người 2 triệu mọi người đáng no lên đây mà ăn ngon luôn, ngon lắm mọi người. Thì cá nè thật sự là khi thấy con sống là ai thích rồi, uống chiên thì cũng là ngon nha. Và cuối clip rồi, bé hai cũng xin chúc cả nhà một năm mới vậy. Và nếu mà mình có thể dành thời gian, mọi người sắp xếp đến Hà Tiên một lần và ghé tới đây để ăn thử, như là coi như những lời nói của anh Hồng Lý có đúng như là sự thật hay không mọi người. Nhưng mà Hồng Lý nói là đi Hà Tiên thì mọi người đều có thích ăn cái quán riêng của mình, nhưng mà Hồng Lý, nếu mọi người mà muốn Hồng Lý nói đúng hay không thì mọi người hãy ghé ở trong gọi là khúc chùa Hang, ở trong phía gọi là bể biển đó, thì giá cả hợp lý nha cả nhà nha. Còn đi ăn chỗ khác thì mọi người mình đều có biết cái chỗ riêng ăn của mình, thì vậy là Hồng Lý không có đảm bảo những chỗ khác, nhưng mà trong đây Hồng Lý đảm bảo là giá cả trong chợ mình rất là hợp lý nha cả nhà. Và kết thúc clip thì Hùng Lý và Bi Kim và bé hai và Lisa và tất cả các em gửi lời gọi là cảm ơn mấy ngày qua thì cả nhà mình đã đồng hành và theo dõi clip của Hùng Lý từ tập 1 tới tập 8 vào đây tập 9. Thì hy vọng là tập 9 thì xong là chúng em đã rời Hà Tiên rồi, thì trên đoạn đường về chúng em sẽ làm một cái clip gọi là một cái clip ở chậm dừng chân gì nữa cho tròn 10 tập, rồi đợi đến cả nhà mình nha cả nhà nha, bye bye cả nhà.